Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Rai Kingdom Việt Nam nha. Mới đây thì nhà phát hành đã chính thức gửi một cái thư thông báo ở trong game thay đổi về những cái cập nhật như là thay đổi vị tướng Thất Mô này, thay đổi về không nhập cư được về KVK3 hay là KVK3 sẽ chính thức được sử dụng tướng trừng phạt nha. Thì trong video này mình sẽ cùng tóm tắt cho các bạn về cái đàm thoại với nhóm phát triển này, cũng như ở phần sau của video mình sẽ đưa ra những cái gợi ý về xây account ở trong tựa game Rise Kingdom vào thời điểm hiện tại sau khi mà cái cập nhật này nó xuất hiện nha các bạn. Đầu tiên đó là về điều chỉnh kỹ năng của Thất Mô, thì chúng ta có một cái điều chỉnh ở đây đó là ở chiêu chuyên môn của Thất Mô ấy. Thì ngày trước ấy là khi các bạn sử dụng một kỹ năng chủ động thì các bạn sẽ được tăng cái sát thương tấn công thường trong 3 giây và kích hoạt 8 giây một lần. Thì hiện tại các bạn vẫn giữ nguyên cái hiệu ứng đó và các bạn được thêm một cái hiệu ứng nữa, đó là chịu ít đi 5% sát thương từ đơn vị bộ binh. Đó, Thất Mô thì thực ra mà nói hiện tại mình thấy là Thất Mô có lẽ là chỉ có boss mới lên ở KVK 1 thôi. Và đặc biệt để mắc được Thất Mô sớm thì rất là khó, trừ khi các bạn là những người chơi nạp tiền đúng không? Thì KVK 1 thì các bạn mới có thể mắc được Thất Mô ở ngay trong KVK 1 thôi, còn không thì chắc phải đến KVK 2 các bạn mới mắc được. Ngoài ra thì ở K 1 thì mình nghĩ là Thất Mô nó khá là bá đạo và gần như là vô đối luôn. Thì với cái việc của bây giờ Thất Mô các bạn được buff thêm là giảm 5% sát thương từ bộ binh thì càng giúp cho Thất Mô vô đối ở giai đoạn này nhá. Đó, nhìn chung thì những người chơi hiện tại đã có Thất Mô rồi, đang lên max hoặc là có bức chiêu từ max 3 chiêu đầu trở lên thì mình nghĩ cũng là một cái lợi khá là lớn, bởi vì trên open field thì bộ binh rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta có thay đổi về chỉ huy mùa chinh phạt sẽ có mặt ở trong mùa 3. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là chênh lệch giữa các thống đốc nhập cư và thống đốc tại chỗ đã trở nên rõ ràng sau khi các chỉ huy mùa chinh phạt có mặt trong K3 để đảm bảo trải nghiệm trò chơi tốt cho các thống đốc tại chỗ và đáp ứng nhu cầu nhập cư khác mùa giải của các thống đốc mùa chinh phạt. Thì ở game sẽ điều chỉnh cái hạn mức nhập cư, đó là KVK2 từ 30 người lên 50 người và KVK3 từ 30 người giảm về 0 người. Có nghĩa là hiện tại các bạn sẽ không thể bay từ map chinh phạt về map KVK3 được nữa, mà các bạn chỉ có thể bay về KVK2 được mà thôi. Và đặc biệt đó là số lượng là lên tới 50 người. Thì cái điều này thực ra nó cũng chưa thay đổi được một cái vấn đề mình nghĩ rất là quan trọng, đó là khi mà người ta nhập cư ngược về K2 ấy, thì cái người vua của vương quốc KVK2 đó lại không được chọn ai được phép nhập cư và ai không được phép nhập cư. Thì với việc các bạn tăng cái số lượng từ 30 lên 50 người ấy, thì hoàn toàn có thể dẫn đến là có những cái người nhập cư lậu nó sẽ nhiều hơn đúng không? Cái này mình nghĩ có một cái rủi ro khá là lớn. Đó, tuy nhiên thì cái thay đổi mình nghĩ là quan trọng nhất đó là hiện tại K3 các bạn sẽ dùng được tướng trừng phạt luôn, đúng không? Các bạn lấy được tướng trừng phạt và các bạn dùng được tướng trừng phạt ở KVK3 luôn. Và một cái đặc biệt của KVK3 ấy, đó là cái map KVK3 thì lại không có tech pha lê, có nghĩa là các bạn sẽ dùng những con tướng trừng phạt ở một cái bản đồ mà không có công nghệ pha lê. Thì mình nghĩ ở đây là một cái cũng khá là hay, đó các bạn sẽ trải nghiệm một cái mùa trừng phạt mà không có công nghệ pha lê, nó cũng khá là thân thiện đối với những người chơi không nạp tiền. Ngoài ra thì điều này nó cũng ảnh hưởng đến những nick mới chơi mà mình sẽ đề cập đến phần sau. Thì chắc chắn sẽ có những vị tướng ở cái giai đoạn mùa 1, mùa 2 các bạn có thể gọi là không lên ở thời điểm hiện tại, mà để dành cái nguồn lực cho đến mùa chinh phạt luôn. Tiếp theo đó là game có trả lời về cái hệ thống trang bị lãnh đạo. Thì ở đây game có làm rõ ra một cái vấn đề mà mình nghĩ là hiện tại cũng có khá là nhiều người chơi đang phức tạp hóa cái vấn đề này lên. Đó là việc trong game xuất hiện những cái trang bị mà cung cấp cái chỉ số cho cả ba loại quân ấy, hay còn gọi là xét trang bị lãnh đạo. Thì hiện tại mình nghĩ là cách xây dựng trang bị trong game Rise Kingdom nó khá là đơn giản thôi. Các bạn chơi một đạo bộ thì các bạn cứ lên full cái set bộ cho đạo quân đó, hoặc lên những cái món đồ cộng nhiều chỉ số bộ binh cho cái đạo quân đó là được. Tương tự đối với kỵ cung cũng thế. Còn đối với những cái trang bị lãnh đạo này ấy, thì game cũng chỉ nói rõ rằng đây là cái trang bị chuyên biệt hơn cho từng loại binh chủng, thay vì ai ai cũng dùng những cái trang bị vạn năng tác động đến tất cả binh chủng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái trang bị lãnh đạo này ấy, chỉ bổ sung cho các chỉ huy lãnh đạo mang lại cho đội quân hỗn hợp mà thôi. Ví dụ như là Heraclius này, Jisun Shin, Võ Tắc Thiên chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn dùng cái set trang bị lãnh đạo này thì các bạn có thể nhét ở tất cả loại lính vào và nó sẽ phát huy tác dụng tốt. Còn những cái vị tướng ví dụ như là Quan Vũ SC, ví dụ như là Nepki Doan P chẳng hạn, thì các bạn vẫn sử dụng những cái set đồ như bình thường thôi, chứ không nhất thiết là phải phức tạp hóa là các bạn phải kẹp thêm cái set đồ mix chúc vào nha. Mình cũng không nghĩ là các bạn kẹp thêm set đồ mix chúc vào sẽ mạnh hơn so với chiếc set đồ truyền thống đâu nha anh em. Các bạn sẽ nhận chỉ số ít đi rất là nhiều, mặc dù các bạn sẽ được thay đổi một số chỉ số nó tốt hơn, nhưng mà hiện tại ai cũng muốn mang ra đồng cái đạo quân gọi là nhiều chỉ số nhất hết đấy, chứ không có còn tập trung ở một chỉ số như ngày xưa nữa. Tiếp theo là các trận KVK mất cân bằng do chênh lệch đáng kể về số lượng thống đốc hoạt động giữa các mùa. Thì ở đây thì game có nói rằng do theo thời gian sự chênh lệch về số lượng thống đốc hoạt động giữa các vương quốc trò chơi đã mở rộng thêm. Một số vương quốc có dân số vượt quá giá trị bình thường, dẫn đến chuỗi vấn đề như sức mạnh vương quốc mất cân bằng trong các trận đấu KVK và khó khăn khi ghép đối thủ cho các vương quốc có dân số cao. Thì cái điều này gần đây xảy ra khá là nhiều từ game Rise Kingdom, đó là một số vương quốc lớn như là 1254 chẳng hạn, đúng không? Họ rất là đông người chơi
và sức mạnh của họ rất là lớn, thì từ đó dẫn đến cái việc là khi mà vào KVK ấy thì đối thủ đánh không lại họ, nó gần như là kiểu họ vô đối luôn đấy. Ngoài ra trong thời gian ghép cặp ấy thì cũng không có một cái vương quốc nào đủ cái sức mạnh để ghép cặp với họ cả, tức là những cái vương quốc mà không đủ sức mạnh để ghép cặp với những kingdom lớn ấy thì bây giờ ghép cặp vào thì đánh thì cũng thua thôi. Trong khi đó thì một số vương quốc bị thiếu hụt nghiêm trọng những người chơi hoạt động, khiến cấp quản lý khó lòng có đủ số thống đốc hoạt động để chơi KVK. Thì điều này sẽ diễn ra những cái cụm seed thấp, thì ở rất là nhiều cụm KVK mà seed thấp ấy thì các bạn sẽ thấy rằng rất ít người chơi tham gia đánh nhau, thì cái điều này cảm giác nó khá là buồn. Thậm chí mà khi ở seed thấp các bạn sẽ thấy có những KVK mà không một ai đánh nhau luôn đó, họ thấy kiểu họ ít người quá họ cũng chẳng buồn đánh các bạn, họ cứ vào farm đúng không, họ ăn thống đốc rồi họ lại farm ăn thống đốc, đánh KVK đào game farm tài nguyên hết. Cái điều này cũng khiến cho cái trải nghiệm ở KVK seed thấp thời gian gần đây ấy thì nó không thật sự là tốt nha anh em. Một số KVK seed thấp các bạn vẫn được đánh nhau nhiều, nhưng mà nhiều KVK seed thấp thì hiện tại còn không có đánh nhau cơ. Thì ở đây game có đề ra một cái giải pháp là trong tương lai thì họ sẽ áp dụng hàng loạt điều chỉnh, chẳng hạn như thiết lập giới hạn số người đăng ký trong một vương quốc trong KVK và cho các vương quốc có dân số thấp vào chung một máy chủ. Thì ở đây sẽ bao gồm hai ý nha các bạn. Thứ nhất đó là một vương quốc các bạn có thể sẽ chỉ chọn một cái số lượng nhất định là được tham gia KVK mà thôi. Ví dụ các bạn có 500 thành viên nhưng các bạn chỉ được chọn khoảng 300 thành viên là được tham gia KVK vậy. Thì điều này nó sẽ giảm tải cái số lượng người chơi của các cái kingdom lớn. Bởi vì ví dụ các bạn nằm ở cái top, ngoài cái top được đăng ký KVK thì thường các bạn sẽ lựa chọn là bay sang kingdom khác, chứ các bạn ở lại thì đâu được đánh KVK đúng không? Và cái ý sau là một ý cực kỳ quan trọng luôn, đó là cho các vương quốc có dân số thấp vào chung một máy chủ. Thì điều này anh em có thể hình dung là đây chính là gộp server đó các bạn. Thì nếu mà gộp server thì nghĩ là một ý tưởng khá là mạo hiểm đúng không? Bây giờ những cái vương quốc chúng ta đang có vua, chúng ta có những cái sự kiện ăn rất là dễ, đất đai farm nhiều, đánh KVK dễ, thì đột nhiên các bạn lại bị ép là ghép với một vương quốc khác. Đó, đây chỉ là những cái ý kiến thôi nha các bạn, chứ chưa phải là cái thay đổi sẽ có thời gian tới, nên là anh em cần phải theo dõi những update tới nha. Tiếp theo đó là về cái map Osiris mới cát bụi mù trời. Thì ở đây thì có một người có phàn nàn đó là không thể đăng ký cái map mới này. Thì nhà phát hành có phản hồi rằng cái map mới này đang ở trong cái giai đoạn test ấy, thành ra là các bạn chưa thể đăng ký được nhiều. Và có một cái thay đổi mình nghĩ cũng khá là hay, đó là cái mùa giải Liên minh Osiris mới ấy sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 thì sẽ áp dụng cái map là cát bụi mù trời này luôn. Thì cái map này hình nhìn chung khá là mới, không phải kingdom nào cũng đã được chơi. Và đây có một cái là bùa lợi đội hình và vũ trang trên chiến trường trong trận đấu tập chiếc rương của thần Osiris sẽ tắt tạm thời để giúp các thống đốc chuẩn bị tốt hơn và phát triển chiến lược dành cho trận đấu. Và chúng ta sẽ có luôn đó là đội hình và vũ trang cũng sẽ bị tạm tắt trong Liên minh Osiris mùa này luôn. Cái này là một cái thay đổi khiến cho các liên minh mạnh có thể nói là bị nớp đấy các bạn, bị bớt sức mạnh đi do họ đã bỏ rất là nhiều tiền và công sức để lên cái hệ thống vũ trang và đội hình này. Và đây cuối cùng là cái thông tin về mùa giải Osiris sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5. Ok, như vậy thì với cái thay đổi về tựa game Rise Kingdom sau cái bản cập nhật mà biến KVK3 trở thành map chinh phạt đấy và chỉ có thể nhập cư về K2 thôi, thì điều này sẽ khiến cho khoảng cách những bạn mà mới chơi thì khoảng 200 ngày là các bạn đã có thể lấy được tướng chinh phạt rồi. Thì điều này chắc chắn nó sẽ làm cho những người chơi mà mới chơi ấy, các bạn phải có cái sự thay đổi trong lối lên tướng nha. Ngày xưa thì đa số mô típ các bạn sẽ chơi, thứ nhất là đến khoảng 100 ngày, tức là KVK1, thì các bạn sẽ lấy con di song di này. Sau đó đến KVK2 thì các bạn sẽ lên Mark Alex hoặc là lên con Saladin 5551 hoặc là Mark. Đó, sau đó các bạn sẽ tích tượng và lên K3. Thì với thời điểm hiện tại ấy, thì đa số những người chơi mà kiểu không nạp hoặc là nạp ít đi thì đến KVK2 các bạn mới mắc được di song di. Thì hết KVK2 bây giờ các bạn sẽ lấy được tướng chinh phạt luôn. Thì điều này khiến cho những con tướng ở cái giai đoạn K2, cụ thể như là Alex này, Saladin này, rồi Edward Tomiris, thì các bạn sẽ không kịp thời gian để lên mắc nó nữa. Nên là hiện tại thì mình nghĩ là lối thay đổi tướng sẽ có một chút thay đổi, đó là chúng ta sẽ bỏ đi những cái vị tướng K2 nếu các bạn thấy các bạn không đủ chọc vàng. Tức là chúng ta sẽ không còn tập trung lên Alex, Saladin nữa. Mặc dù trong thời gian tới thì Saladin các bạn sẽ lấy được trong cái vòng quay may mắn, nhưng mà chúng ta cũng không nên lên Saladin. Rõ ràng là khi bước sang mùa chinh phạt ấy thì con SCPO này nó ăn đứt con Alex rồi, hoặc là như con Nevsky này, rồi con Hạng Vũ nó cũng ăn đứt Saladin luôn. Nên chúng ta không nên dồn tượng sau khi có update vào con Alex với Saladin hay là Edward Tomiris nữa. Mình nghĩ là chúng ta vẫn nên dồn chọc vàng vào những con tướng K1, tại vì các bạn dồn mắc K1 rồi ấy, thì các bạn có một con tướng thì khi sang chinh phạt ấy, các bạn sẽ lên một con tướng khác để kẹp với con tướng mà các bạn đã lên mắc ở K1, thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn. Thì cụ thể ví dụ các bạn có thể gọi là vẫn lên mắc di song di, sau đó KVK2 các bạn không lên thêm con tướng nào, và đến KVK chinh phạt tức là KVK3 hiện tại ấy, thì các bạn có thể lấy con Boudica, như vậy các bạn sẽ có một đạo cung là Bouzi để đánh ở map chinh phạt. Đó, ngược lại nếu các bạn không thích di song di đi thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ di song di và các bạn lên Alex ở giai đoạn KVK2, đúng không? Thì các bạn sẽ có tướng để đánh KVK2, sau đó các bạn lên chinh phạt, các bạn lên kiểu con quan vũ chẳng hạn, các bạn kẹp với Alex, hoặc là lên SCPO kẹp với Alex. Ngoài ra thì đối với những bạn mà kiểu trĩ thủ, đúng không, các bạn mà kiểu chơi mà không muốn lên tướng ở mùa 1, mùa 2 mà các bạn muốn lên thẳng tướng chinh phạt ấy, thì
thì các bạn bắt buộc là phải nhịn từ lúc mới chơi đến khoảng 200 ngày để lấy luôn một cặp tướng trinh phạt thật là mạnh. Thì các bạn cũng không thiếu những lựa chọn hoàn toàn miễn phí ở trong game, ví dụ các bạn có thể sử dụng con bay ba này, đây là một con tướng tím trong game thì mắc rất là dễ. Các bạn có thể sử dụng tôn tử đúng không, quốc tướng tôn tử cũng mắc rất là dễ luôn. Thì các bạn có thể đánh kiểu như là bay ba này kết hợp với lại con ae tôn tử kẹp ae đó, ae cũng là một con tướng miễn phí luôn, các bạn có thể max skill vị tướng này rất là dễ. Thì như vậy các bạn có thể sử dụng một đạo có hai chiêu đánh lan tương tự như vậy. Đối với cung thì các bạn có thể đánh là Kusunoki kết hợp với con Ethel Flash này. Đó, đánh ở K1 và K2 các bạn cũng sử dụng im cái đạo đó và không dồn tượng vào những con tướng cam ở K1, K2 nữa. Sau đó sang trinh phạt, các bạn có bao nhiêu tượng các bạn sẽ lên luôn một cặp tướng trinh phạt. Ví dụ Nepki Doan P đúng không, Hạng Vũ William, rồi Quan Vũ SCPO chẳng hạn. Thì như vậy các bạn sẽ phát huy cái sức mạnh tốt nhất. Ok anh em, và vừa rồi những cái thay đổi mới nhất về cái việc mà không cho nhập cư về KVK3 nữa, cũng như các bạn có thể lấy được tướng trinh phạt ở cái mùa giải KVK3. Thì với sự thay đổi này thì chắc chắn là lối chơi của những người chơi mới sẽ được đẩy nhanh hơn rất là nhiều khi mà 200 ngày các bạn đã lấy được tướng trinh phạt rồi. Thì hy vọng là video này có thể giúp các bạn có cái cách lựa chọn tướng thích hợp hơn sau khi game thay đổi. Và các bạn đừng quên để lại một like đăng ký kênh cho kênh YouTube của Riot Kingdom Việt Nam. Hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye bye. Viết nên lịch sử của chính mình.